Hello, mình xin chào các bạn nha. Mình xin giới thiệu các bạn đây là ba mẫu con silicon di dù siêu bền nha. Có 3 màu nha các bạn nha. Màu sắc thì có 3 màu nha. Và đặc điểm của loại con này là mình có bo đuôi nữa các bạn thấy không? Đuôi con nè. Đầu con có bo luôn này các bạn thấy không? Đầu con bo nè. Để khi mình lăn trên tay nó không có cấn các bạn. Hoặc cái này mình rớt xuống nền là nó không hư nền nhà nè. Hoặc là rớt vô chân mình thì nó không đau. Đây là cái rãnh nè, mình cắt rất là ngay thẳng ha. Đây. Đối với món này thì các bạn cứ rơi rớt thoải mái nha, uống công vô tư nha. Siêu bền nha các bạn nha, các bạn rớt thoải mái nha, và không có tiếng ồn nha. Dây dù êm tai nha, rất thích hợp cho bạn mới tập nha. Thì bây giờ mình sẽ đánh thử một cây cho các bạn xem ha. Đánh sơ sơ cho các bạn xem ha. Đây. Đó. Rồi, bây giờ mình đánh thử cây màu vàng. Rất hợp cho bạn mới tập nha. Im tai không tiếng ồn. Trọng lượng vừa phải nha các bạn nha, không quá nặng nha. Trọng lượng khoảng 300 gram thôi. Dùng rất là ok nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình đánh xong côn cho bạn xem thử nè. Hai cây à, đó, kia bạn cây đỏ. Rất là ok nha các bạn nha, không có tiếng ồn, không có mùi hôi. Cân nặng khoảng 300 gram, không quá nặng ha, không quá sức của người mới tập nha. Dây dù im tay. Ở trên đây mình có cách cạnh bén hết nha, nên dây dù khá là bền. Lâu lắm các bạn mới thay dây một lần ha. Đuôi con thì có bo, bo tròn. Để khi mà rớt xuống chân các bạn, hạn chế bị chấn thương nha, hoặc rớt xuống nền không có mẻ gạch nha. Ở trên đây mình có bo nè, để khi không có cấn tay khi mình lăn côn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha.